Xin chào, tôi là Phương Cảnh Khang. Còn tôi là Nguyễn Minh Ngân. Chúng tôi đến từ sàn Tân Sơn Nhất. Đến với cuộc thi cặp đôi thanh lịch năm nay, ngoài việc thể hiện được bản lĩnh và sở trường bản thân, tụi mình còn mong muốn tôn vinh được nét đẹp trên tất cả các phương diện chân, thiện, mỹ mà ý nghĩa của cuộc thi muốn hướng đến. Ngoài ra, đây còn là một cơ hội, một cầu nối để giúp chúng mình hiểu hơn về đại gia đình hiếu thịnh, được học tập, được trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc thi này. Luôn phát triển vững mạnh và kính chúc cả gia đình hưng thịnh có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.